Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 7 sách cánh diều. Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau. Rồi trước hết là các em vào phần khởi động. Cho hai tỉ lệ thức 1/2 bằng 2/4 và 2/4 bằng 3/6. Làm thế nào để biểu diễn sự bằng nhau của ba tỉ số 1/2, 2/4, 3/6? Rồi các em biết là 1/2 bằng 2/4 và 2/4 lại bằng 3/6. Cho nên chúng ta suy ra ba phân số này bằng nhau. Nên ta có thể biểu diễn sự bằng nhau của ba tỉ số 1/2, 2/4, 3/6 như sau. 1/2 bằng 2/4, đúng không? Mà 2/4 lại bằng 3/6. Vậy các em viết nối nhau như thế này. Chúng ta viết ba tỉ số bằng nhau như thế này. Thì ba phân số bằng nhau được viết như thế này. Ta gọi là dãy tỉ số bằng nhau. Ta có dãy tỉ số bằng nhau. Rồi cụ thể các em vào nội dung chính của bài hôm nay. Một Nam mã khái niệm. Phần hoạt động 1. So sánh từng cặp tỉ số trong ba tỉ số sau. Trước hết là các em so sánh 4/6 và 8/12. Rồi ở bài trước thì các em đã được học về các tính chất của tỉ lệ thức. Áp dụng tính chất 1 của tỉ lệ thức để kiểm tra 4/6 có bằng 8/12 hay không, thì các em sẽ kiểm tra hai tích chéo có bằng nhau hay không. Tích chéo thứ nhất là 4 x 12, nó có bằng tích chéo thứ hai là 6 x 8 hay không, có bằng không? À, 4 x 12 bằng 48, 6 x 8 cũng bằng 48. Cho nên 4 x 12 bằng 6 x 8 vì cùng bằng 48. Vì hai tích chéo bằng nhau cho nên các em suy ra là hai phân số bằng nhau. 4/6 bằng 8/12. Rồi tương tự, các em kiểm tra xem là 4/6 nó có bằng -10/-15 hay không. Để kiểm tra xem hai phân số này có bằng nhau hay không, thì các em kiểm tra xem là hai tích chéo có bằng nhau hay không. 4 x -15 nó có bằng 6 x-10 không? Có bằng 6 x-10 không? À, bằng, đúng không? Vì cùng bằng -60. Hai cái này bằng nhau vì cùng bằng -60. Rồi hai tích chéo bằng nhau cho nên hai phân số bằng nhau.
Được chưa? Ở đây các em so sánh từng cặp tỉ số. Ta so sánh hai cặp rồi. Còn cặp thứ ba là 8 phần 12 và trừ 10 phần trừ 15. Thực ra là 8 phần 12 bằng trừ 10 phần trừ 15 vì cùng bằng 4 phần 6. Đúng không? Còn nếu các em kiểm tra tích chéo thì cũng được thôi. 8 phần 12 trừ 10 phần trừ 15. Các em kiểm tra hai tích chéo có bằng nhau hay không? 8 nhân trừ 15 có bằng 12 nhân trừ 10 hay không? Bằng không? À bằng, vì cùng bằng âm 120. Hai tích chéo bằng nhau cho nên hai phân số bằng nhau. Các em hình dung được chưa? Rồi như vậy là chúng ta có 4 phần 6 bằng 8 phần 12 và bằng trừ 10 phần trừ 15. Tức là chúng ta có 3 tỉ số bằng nhau. Khi viết 3 tỉ số bằng nhau như thế này thì ta có dãy tỉ số bằng nhau. Những tỉ số bằng nhau và được viết nối với nhau bởi các dấu đẳng thức tạo thành dãy tỉ số bằng nhau. Cụ thể như ở đây. Được chưa? Ta có 3 tỉ số bằng nhau được viết nối với nhau bởi các dấu đẳng thức được viết nối bởi các dấu bằng thì tạo thành dãy tỉ số bằng nhau. Chú ý, với dãy tỉ số bằng nhau A phần B bằng C phần D bằng E phần G, ta cũng viết là A chia B. A chia B, A phần B chính là A chia B bằng C chia D, C phần D chính là C chia D và bằng E chia G, E phần G chính là E chia G. Khi có dãy tỉ số bằng nhau, các số A, B, C, D, E, G đều khác không? Ta nói các số A, C, E tỷ lệ với các số B, D, G và viết là A chia C chia E, A chia C chia E bằng B chia D chia G. Rồi thầy giáo ví dụ 5 phần 25 các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 5 thì ta có 5 chia 5 bằng 1, 2 5 chia 5 bằng 5, 1 phần 5 các em lại nhân cả tử và mẫu với 3, ta có 1 nhân 3 bằng 3, 5 nhân 3 bằng 15. Rồi như vậy là ta có dãy tỉ số bằng nhau. Ta có dãy tỉ số bằng nhau. Và ta cũng có thể viết là 5 chia cho 25 bằng 1 chia cho 5 bằng 3 chia cho 15. Được chưa? Ta thấy các số ở đây đều khác không? Thì ta nói
các số 5, 1, 3 tỷ lệ với các số 25, 5, 15. Tức là các số ở trên tỷ lệ với các số ở dưới. Thì chúng ta có thể viết theo thứ tự là 5 chia 1 chia 3 bằng 25 chia 5 chia 15. Các em nhớ viết theo thứ tự nha. 5, 1, 3 thì phải tỷ lệ với 25, 5, 15 mới là đúng. Rồi, thầy giáo ví dụ. Khi chúng ta có 3 số 3, 1, 5 tỷ lệ với 3 số 6, 2, 10 thì các em có thể viết là 3 chia 1 chia 5 bằng 6 chia 2 chia 10. Từ đẳng thức này thì chúng ta có dãy tỷ số bằng nhau như sau. Ta sẽ suy ra là 3 phần 6. Được chưa? Ở đây là 3 phần 6 theo thứ tự nha. Bằng 1 phần 2. Rồi. Bằng 5 phần 10. Các em viết theo thứ tự. 3 này, phần 6 này, bằng 1 này, phần 2 này, bằng 5 này, phần 10 này. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang ví dụ 1. Viết dãy tỷ số bằng nhau từ các tỷ số. Rồi trước hết là chúng ta nhận thấy trừ 2 phần 6. Các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 2. Trừ 2 chia 2 bằng trừ 1. 6 chia 2 bằng 3. Rồi tiếp theo là 8 phần trừ 24. Các em chia cả tử và mẫu cho âm 8. 8 chia âm 8 bằng âm 1. Âm 24 chia cho âm 8 bằng 3. Rồi tiếp theo là âm 10 phần 30. Các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 10. Âm 10 chia 10 bằng âm 1. 30 chia 10 bằng 3. Thì ta thấy này, trừ 2 phần 6 bằng trừ 1 phần 3, 8 phần trừ 24 cũng bằng trừ 1 phần 3, trừ 10 phần 30 cũng bằng trừ 1 phần 3. Được chưa? Như vậy ta thấy các tỷ số trừ 2 phần 6, 8 phần trừ 24, trừ 10 phần 30 đôi 1 bằng nhau. Và tất nhiên là không bằng tỷ số trừ 1 phần 5 được. Bởi vì các tỷ số này đều bằng trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 3 thì nó khác với trừ 1 phần 5. Được chưa? Đôi 1 bằng nhau và không bằng tỷ số trừ 1 phần 5. Vì thế ta có dãy tỷ số bằng nhau là trừ 2 phần 6 bằng 8 phần trừ 24. Và bằng trừ 10 phần 30. Được chưa? Ta có 3 cái tỷ số này nó bằng nhau. Vì cùng bằng trừ 1 phần 3. Rồi như vậy là chúng ta viết được dãy tỷ số bằng nhau.
chúng ta viết được dãy tỉ số bằng nhau. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 1. Viết dãy tỉ số bằng nhau từ các tỉ số. Rồi trước hết là các em sẽ rút gọn những phân số nào chưa tối giản. 1/4 tối giản rồi. 8/32. Chia cả tử và mẫu cho 8. 8 chia 8 bằng 1. 32 chia 8 bằng 4. Rồi tiếp theo là 13/54. Thì phân số này nó tối giản rồi. Được chưa? Kế tiếp là -9/-36. Các em chia cả tử và mẫu cho cho -9. -9 chia -9 bằng 1. -36 chia cho -9 bằng 4. Rồi như vậy ta có 8/32 bằng 1/4. -9/-36 cũng bằng 1/4. Và tất nhiên các tỉ số này nó không thể bằng 13/54 được. Được chưa? Bởi vì nó khác 13/54. Cho nên chúng ta có dãy tỉ số bằng nhau là 1/4 bằng 8/32 và bằng -9/-36. Rồi ta thấy các tỉ số 1/4 này, 8/32 này, -9/-36 này, đôi 1 bằng nhau và không bằng tỉ số 13/54. Vì thế ta có dãy tỉ số bằng nhau là 1/4 bằng 8/32 bằng -9/-36. Rồi, chúng ta có dãy tỉ số bằng nhau. Tiếp theo các em sang ví dụ 2. Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau. Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với các số 8, 9, 10. Các em gọi số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là A, B, C thì ta có dãy tỉ số bằng nhau. A/8 bằng B/9 bằng C/10. Rồi các em hình dung như sau. A, B, C lần lượt là số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C. Mà số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với các số 8, 9, 10. Tức là ta có A, B, C tỷ lệ với 8, 9, 10. Như vậy các em có thể viết là A chia B chia C thì sẽ bằng là 8 chia 9 chia 10. Được chưa? 8 chia 9 chia 10. Rồi từ cái đẳng thức này thì chúng ta sẽ viết được dãy tỉ số bằng nhau. Các em nhớ là viết theo đúng thứ tự nha. Ta có A này,
phần 8 này. Được chưa? Sau đó đến B phần 9 này. B phần 9. Rồi bằng C. Bằng C phần 10. Được chưa? Các em hình dung được chưa? Hai là mã tính chất phần hoạt động 2. A. Cho tỷ lệ thức 6 phần 10 bằng 9 phần 15. Các em so sánh hai tỷ số 6 cộng 9 phần 10 cộng 15. À, tức là các em lấy tử cộng tử, mẫu cộng mẫu. Được chưa? Và 6 trừ 9 phần 10 trừ 15. Tức là các em lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu. Các em so sánh hai tỷ số này với các tỷ số trong tỷ lệ thức đã cho. Có nghĩa là các em so sánh hai tỷ số này với 6 phần 10 và 9 phần 15. Rồi trước hết thì các em tính thôi. So sánh thì các em phải tính. 6 cộng 9 phần 10 cộng với 15 bằng 6 cộng 9 bằng 15. 10 cộng 15 bằng 25. Đến đây các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho cho 5. Tử chia 5. Mẫu chia 5. 15 chia 5 bằng 3. 25 chia 5 bằng 5. Rồi 3 phần 5. Các em nhân cả tử và mẫu với 2. Ta có 3 x 2 bằng 6. 5 x 2 bằng 10. Như vậy cái tỷ số này nó bằng 6 phần 10. Bằng 6 phần 10 thì cũng chính là bằng 9 phần 15. Được chưa? Rồi các em xét tỷ số 6 trừ 9 phần 10 trừ 15. 6 trừ 9 bằng âm 3. 10 trừ 15 bằng âm 5. Âm 3 phần âm 5. Nhân cả tử và mẫu với âm 1. Ta có âm 3 nhân âm 1 bằng 3. Âm 5 nhân âm 1 bằng 5. Rồi như vậy là bằng 3 phần 5. Bằng 3 phần 5 tức là bằng 6 phần 10. Như vậy ta có cái tỷ số này và tỷ số này đều bằng 6 phần 10 và bằng 9 phần 15. Vậy ta có thể viết là 6 phần 10 bằng 9 phần 15 và bằng, các em lấy tử cộng tử, mẫu cộng mẫu và bằng tử trừ tử, mẫu trừ mẫu. Được chưa? Như vậy là các em đã hình dung ra tính chất của dãy tỷ số bằng nhau chưa? Rồi như vậy là chúng ta vừa so sánh mỗi tỷ số này với mỗi tỷ số của tỷ lệ thức 6 phần 10 bằng 9 phần 15. Thì ta có các tỷ số đều bằng nhau.
Tiếp theo em sang câu B. Cho tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D với B cộng D khác không. Vì sao B cộng D phải khác không? À, vì chỗ này này, tỷ số này nó có mẫu là B cộng D. Rồi các em biết là mẫu phải luôn luôn khác không, không có phép chia cho số 0. Cho nên B cộng D phải khác không. B trừ D cũng phải khác không. Tỷ số này chúng ta có mẫu là B trừ D. Không có phép chia cho số 0, cho nên B trừ D cũng phải khác không. Gọi giá trị chung của các tỷ số đó là K. Tức là K bằng A phần B và bằng C phần D. À, A phần B bằng C phần D. Bây giờ chúng ta gọi cái giá trị chung này bằng K để cho nó thuận tiện, được chưa? Sau đó là các em tính A, các em tính A này theo B và K, tính C theo D và K, được chưa? Tiếp theo là các em tính tỷ số tử cộng tử, mẫu cộng mẫu theo K và tử trừ tử, mẫu trừ mẫu theo K. Sau đó là các em so sánh mỗi cái tỷ số này, mỗi cái tỷ số này với các tỷ số A phần B và C phần D. Rồi trước hết là các em tính A theo B và K, tính C theo D và K. Đơn giản đúng không? Các em dựa vào đây thôi. Các em dựa vào đây. Ta đặt K nó bằng A phần B và bằng C phần D rồi. Ta có K bằng A phần B. Đúng không? Ta đặt K bằng A phần B và bằng C phần D rồi. Thì bây giờ các em tính A theo K và B. A bằng K nhân B. A bằng K nhân B. Có đúng là số bị chia bằng thương nhân với số chia không? Đúng không? Và chúng ta có K bằng C phần D. Cho nên C bằng K nhân D. C bằng K nhân D. Như vậy là chúng ta vừa tính A theo K và B, tính C theo K và D rồi, được chưa? Tiếp theo là các em tính cái tỷ số này, cái tỷ số này theo K. Các em tính tỷ số này theo K thì các em tính như thế nào? À, A các em thay bằng KB, C các em thay bằng KD vào đây. Thì ta có A cộng C lúc này sẽ là KB cộng với KD, KB cộng KD, mẫu các em để nguyên. Rồi có đúng là KB cộng KD
KB cộng KG thì nó giống như là AB cộng AC không? Đúng không? Nó giống như là AB cộng AC. Bây giờ các em phân tích ngược lại. Bằng A nhân B cộng C. A đây là K. Nhân B cộng C tức là nhân với chỗ này là chỗ này là B cộng D. Mẫu giữ nguyên. Thì đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Đến đây thì các em lấy B cộng D chia B cộng D bằng 1. K nhân với 1 thì bằng K. Rồi như vậy là chúng ta vừa tính cái tỷ số này theo K. Rồi tiếp theo là các em tính cái tỷ số này theo K. Rồi tương tự như trên. A trừ C thì lúc này sẽ là KB trừ KG. KB trừ KG. Dưới là B trừ D các em để nguyên. Ở đây các em đặt K ra bên ngoài. Đặt K ra bên ngoài. Thì ta có K nhân B trừ D. Được chưa? Nó giống như ở trên. Các em chỉ thay dấu cộng bằng dấu trừ thôi. Dưới là B trừ D. Đến đây các em lấy B trừ D. Chia B trừ D bằng 1. K nhân 1 bằng K. Được chưa? Như vậy là chúng ta vừa tính cái tỷ số này theo K. Tiếp theo là các em so sánh mỗi tỷ số này, so sánh mỗi tỷ số này với các tỷ số A phần B và C phần D. Rồi ta thấy này, mỗi tỷ số đều bằng K. Các em hình dung được chưa? A phần B bằng K. Rồi C phần D bằng K. A cộng C phần B cộng D cũng bằng K. A trừ C phần B trừ D cũng bằng K. Vậy ta suy ra là 4 tỷ số bằng nhau. Vậy ta suy ra là 4 tỷ số bằng nhau. Trước hết là ta có tỷ số tử cộng tử này. Mẫu cộng mẫu này. Tử trừ tử này. Mẫu trừ mẫu này. Các em thấy có dễ nhớ không? Thì đây chính là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Như vậy là từ tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D thì ta suy ra A phần B bằng C phần D bằng các em lấy tử cộng tử mẫu cộng mẫu bằng tử trừ tử mẫu trừ mẫu và nhớ là vì mẫu khác không cho nên B nó phải khác D. Được chưa? Nếu B bằng D thì lúc này là B trừ D bằng 0 mất. Cho nên B phải khác D. Và B cộng D cũng không thể bằng 0 được. Được chưa? B cộng D không thể bằng 0 được. Cho nên B phải khác trừ D. Nếu B mà bằng trừ D thì có phải là trừ D cộng với D bằng 0 không? Đúng không? Cho nên B phải khác trừ D. Rồi nhận xét. Tính chất trên còn được mở rộng cho dãy tỷ số bằng nhau. Chẳng hạn, từ dãy tỷ số bằng nhau A phần B bằng C phần D bằng E phần G thì ta suy ra A phần B bằng C phần D bằng E phần G và bằng
Các em có thể lấy các tử số cộng với nhau này. A cộng C cộng E phần B cộng D cộng G. Hoặc là A trừ C cộng E. Nếu trên là trừ cộng thì dưới cũng phải là trừ cộng. Được chưa? Các em nhớ nhá. Nếu trên là trừ cộng thì dưới cũng phải là trừ cộng. Còn nếu trên là cộng trừ thì dưới cũng phải là cộng trừ thì nó mới đúng. Tùy từng bài toán mà các em áp dụng sao cho nó phù hợp và thuận tiện. Rồi, thầy giáo ví dụ A phần B bằng C phần D bằng E phần G. Rồi nếu trên là trừ hết thì dưới cũng phải là trừ hết. Còn nếu trên là trừ cộng thì dưới cũng phải là trừ cộng. Nếu trên là cộng hết thì dưới cũng phải là cộng hết. Được chưa? Tùy từng bài toán mà các em áp dụng sao cho nó hợp lý. Ví dụ 3. Tìm hai số xy biết x phần 3 bằng y phần 7 và x cộng y bằng 20. Rồi. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì ta có tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là A phần B bằng C phần D. Ở đây chúng ta lợi dụng là x cộng y bằng 20. X cộng y bằng 20. Cho nên chúng ta sẽ có là tử cộng với tử. Chúng ta không lấy tử trừ tử mà chúng ta lấy tử cộng với tử. Bởi vì ở đây chúng ta có x cộng y bằng 20 rồi. Chúng ta áp dụng cái điều này. Tử cộng tử và mẫu cộng mẫu. Được chưa? Các em áp dụng cái tính chất này. Tùy từng bài toán mà chúng ta sử dụng cho nó hợp lý. Vì ở đây có x cộng y bằng 20 rồi, cho nên các em sẽ lấy tử cộng với tử, mẫu cộng với mẫu. Rồi cụ thể là x phần 3 bằng y phần 7. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta sẽ có x phần 3 bằng y phần 7 bằng tử cộng tử. Được chưa? Mẫu cộng mẫu. Thì có phải là x cộng y nó bằng 20 rồi? 3 cộng 7 bằng 10. 20 chia 10 bằng 2. X phần 3 bằng 2. Thì suy ra là x bằng bằng 3 nhân 2. Đúng không? X bằng 3 nhân 2. Và bằng 6. Có đúng là số bị chia thì bằng thương nhân với số chia không? Đúng không? Bằng 2 nhân 3. Bằng 2 nhân 3 hay là 3 nhân 2 thì giống nhau. X bằng 3 nhân 2 bằng 6. Tương tự y phần 7 bằng 2. Thì suy ra y bằng 7 nhân 2. Y bằng 7 nhân 2 bằng 14. Được chưa? X bằng 6, y bằng 14. Ví dụ 4. Tìm 3 số x, y, z biết x phần 2 bằng y phần 4 bằng z phần 3 và x trừ y cộng z bằng 3. Rồi trong trường hợp này thì các em áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau như thế nào?
À, trong trường hợp này thì các em có thể lấy các số trên cộng với nhau và các số dưới cộng với nhau. Nhưng ở đây là x trừ y cộng z thì các em phải áp dụng là các em phải áp dụng là a trừ c cộng e, a trừ c cộng e. Ở trên là trừ cộng thì ở dưới cũng phải là trừ cộng. Được chưa? Như vậy là các em áp dụng cái chỗ này. Trên là trừ cộng, dưới cũng phải là trừ cộng. Như vậy áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có x phần 2 bằng y phần 4 bằng z phần 3 thì sẽ bằng x trừ y cộng z. Trên là trừ cộng thì dưới cũng phải là trừ cộng 2 trừ 4 cộng 3. X trừ y cộng z theo đề bài là bằng 3. Các em thay bằng 3. 2 trừ 4 cộng 3. Các em tính được kết quả bằng 1. 3 phần 1 bằng 3. 3 phần 1 bằng 3. X phần 2 bằng 3 thì suy ra x bằng x bằng 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng 6. Tương tự ta có y phần 4 bằng 3. Y phần 4 bằng 3 thì y bằng 4 nhân 3 bằng 12. Z phần 3 bằng 3 thì suy ra z bằng 3 nhân 3 bằng 9. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 2. Tìm hai số x, y biết x chia 1,2 bằng y chia cho 0,4 và x trừ y bằng 2. Rồi ở đây các em sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Từ tỷ lệ thức là a phần b bằng c phần d, ta sẽ suy ra là a phần b bằng c phần d và bằng, các em lấy các số trên cộng với nhau chia cho các số dưới cộng với nhau, hoặc là bằng các số trên trừ đi nhau chia cho các số dưới trừ đi nhau. Các em áp dụng đối với từng bài toán sao cho nó khéo léo và hợp lý. Cụ thể trong bài toán này chúng ta có x trừ y bằng 2 rồi. Như vậy là các em sẽ áp dụng là ta lấy các số trên trừ đi nhau chia cho các số dưới trừ đi nhau. Các em hình dung được chưa? Rồi cụ thể chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Theo đề bài ta có là x chia cho 1,2 bằng y chia cho 0,4. Được chưa? Từ điều này ta có x chia cho 1,2 tức là x phần 1,2 bằng y chia cho 0,4 tức là bằng y phần 0,4. Bây giờ các em áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có rồi vì x trừ y bằng 2. Vì x trừ y bằng 2 cho nên các em sẽ lấy là các số trên trừ đi nhau để ta có x trừ y. Các số dưới trừ đi nhau 1,2 trừ 0,4. X trừ y bằng 2. Các em thay bằng 2. 1,2 trừ 0,4 bằng 0,8. Các em lấy 2 chia 0,8 bằng mấy? À, bằng 2,5. Đến đây thì các em thấy dễ chưa?
phần 1,2 bằng 2,5 thì suy ra x bằng 1,2 nhân 2,5 và bằng 3. Y phần 0,4 bằng 2,5 thì các em suy ra là y bằng 0,4 nhân 2,5 và bằng 1. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 3. Tìm 3 số x, y, z. Biết x, y, z tỷ lệ với 3 số 2, 3, 4 và x trừ y trừ z bằng 2. Rồi, ta có A phần B bằng C phần D và bằng E phần G, đúng không? Bằng tiếp cái gì? À, ở đây ta có x trừ y trừ z bằng 2. Như vậy các em phải áp dụng là A trừ C trừ E. Được chưa? Phần B trừ D trừ G. Ở đây là trừ hết này, thì các em phải áp dụng là trừ hết. Trên là trừ hết thì dưới phải là trừ hết. Các em áp dụng điều này vào bài toán này thì nó mới phù hợp. Rồi, vì x, y, z tỷ lệ với 3 số 2, 3, 4. Được chưa? Vì 3 số x, y, z tỷ lệ với 3 số 2, 3, 4 cho nên chúng ta sẽ có là x chia y chia z bằng 2 chia 3 chia 4. Các em viết theo thứ tự nha. X, y, z thì phải là 2, 3, 4. Phải đúng thứ tự. Rồi. Do đó x phần 2 lấy số thứ nhất chia cho số thứ nhất bằng y phần 3 số thứ 2 phải chia cho số thứ 2 thì nó mới đúng tỷ lệ. Bằng z z phần 4 số thứ 3 chia cho số thứ 3. Các em nhớ ở trên là x, y, z thì ở dưới phải theo thứ tự lần lượt là 2, 3, 4. 2, 3, 4 thì nó mới đúng tỷ lệ. Rồi, áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau thì ta có, trước hết là các em viết dãy tỷ số bằng nhau trước. Rồi, ở đây có x trừ y trừ z bằng 2 thì các em phải có là trên phải là x trừ y trừ z. Ở trên là trừ hết thì ở dưới cũng phải là trừ hết. Ở dưới phải là 2 trừ 3 trừ 4 thì nó mới đúng tỷ lệ. X trừ y trừ z bằng 2. 2 trừ 3 trừ 4 bằng trừ 5. Lấy 2 chia cho âm 5 bằng âm 0,4. Đến đây thì các em dễ dàng tìm được x, y và z. X phần 2 bằng trừ 0,4 thì x bằng 2 nhân với trừ 0,4. 2 nhân trừ 0,4 bằng âm 0,8. Tương tự ta có y phần 3 bằng trừ 0,4 thì y sẽ bằng 3 nhân với âm 0,4.
và bằng âm 1,2. Giết phần 4 bằng âm 0,4 thì suy ra giết sẽ bằng giết bằng 4 nhân với âm 0,4 và bằng bằng âm 1,6. Rồi tiếp theo là các em sang phần ba la mã ứng dụng. Các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Chẳng hạn, ứng dụng vào bài toán chia một đại lượng cho trước thành các phần theo tỷ lệ cho trước. Cụ thể các em vào ví dụ 5. Một công ty chi 168 triệu đồng để thưởng cuối năm cho nhân viên ở 3 tổ. Số tiền thưởng của 3 tổ tỷ lệ với 3 số 3, 5, 6. Bây giờ các em tính số tiền thưởng của mỗi tổ. Rồi, để thuận tiện, ta gọi số tiền thưởng của mỗi tổ lần lượt là x, y, z, đơn vị tính là triệu đồng. Vì số tiền thưởng của 3 tổ tỷ lệ với 3 số 3, 5, 6, cho nên chúng ta sẽ có là x chia y chia z bằng 3 chia 5 chia 6. Rồi từ điều này thì chúng ta sẽ có dãy tỉ số bằng nhau là x chia 3 x phần 3 bằng y phần 5. Các em nhớ phải viết theo thứ tự nha. Bằng y phần 5 và bằng z phần 6. Bằng z phần 6. Vì tổng số tiền thưởng cho 3 tổ là 168 triệu đồng. Cho nên ta có x cộng y cộng z bằng 168. Rồi. Bây giờ các em áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì ta có x phần 3 bằng y phần 5 bằng z phần 6. Vì ta có x cộng y cộng z bằng 168 rồi, cho nên các em sẽ lấy các số trên cộng với nhau và các số dưới cộng với nhau. X cộng y cộng z các em thay bằng 168. 3 cộng 5 cộng 6 thì bằng 14 rồi. Lấy 168 chia cho 14 bằng 12. Đến đây thì các em dễ dàng suy ra được x, y và z. X phần 3 bằng 12 thì suy ra x bằng 3 nhân 12 và bằng 36, tức là 36 triệu đồng. Y phần 5 bằng 12 thì các em suy ra là y bằng 5 nhân 12 bằng 60 triệu đồng. Z phần 6 bằng 12. Vậy các em suy ra là Z bằng 6 nhân 12 bằng 72 triệu đồng. Đến đây thì các em hồn nhiên các em kết luận là số tiền thưởng của mỗi tổ lần lượt là 36 triệu đồng, 60 triệu đồng, 72 triệu đồng. Được chưa? Rồi, tiếp theo là các em sang ví dụ 6.
ở vườn rau nhà bạn Hamariam. Diện tích trồng bắp cải, diện tích trồng su hào, diện tích trồng cà chua lần lượt tỷ lệ với ba số 9, 5, 4. Diện tích trồng cà chua ít hơn diện tích trồng bắp cải là 100 m². Bây giờ các em tính diện tích vườn rau nhà bạn Hờ Maria. Rồi ở đây để thuận tiện thì các em gọi diện tích trồng su hào, diện tích trồng cà chua lần lượt là x, y, z. Đơn vị tính là mét vuông. Được chưa? Rồi ở đây bài toán yêu cầu các em tính diện tích vườn rau nhà bạn Hờ Mariam. Tính diện tích vườn rau nhà bạn Hờ Mariam. Ta biết là diện tích vườn rau nhà bạn Hờ Mariam thì bằng diện tích trồng bắp cải cộng với diện tích trồng su hào và cộng với diện tích trồng cà chua. Tức là các em phải tính là x cộng y cộng z bằng bao nhiêu. Các em tính thế nào thì tính, cuối cùng là các em phải chỉ ra x cộng y cộng z bằng bao nhiêu. Được chưa? Ta biết diện tích trồng bắp cải, diện tích trồng su hào, diện tích trồng cà chua lần lượt tỷ lệ với ba số 9, 5, 4. Tức là x chia y chia z bằng 9 chia 5 chia 4. Như vậy ta sẽ có x phần 9 bằng y phần 5, bằng y phần 5 và bằng z phần 4, bằng z phần 4. Và x trừ z bằng 100. Tại sao x trừ z bằng 100? Các em lấy ở đâu ra? À, diện tích trồng cà chua ít hơn diện tích trồng bắp cải là 100 m². Có nghĩa là diện tích trồng bắp cải nhiều hơn diện tích trồng cà chua là 100 m². Được chưa? Bắp cải là x, cà chua là z. Diện tích trồng bắp cải nhiều hơn diện tích trồng cà chua là 100 m². Vậy ta sẽ có là x trừ z bằng 100. X trừ z bằng 100. Rồi, từ những điều này, bây giờ các em áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì ta có x phần 9 bằng z phần 4. À, ta không lấy y phần 5 mà ta chỉ lấy z phần 4 thôi. Vì sao? Vì chúng ta có x trừ z bằng 100. X trừ z bằng 100. Được chưa? Cho nên tạm thời các em không lấy y phần 5 mà chúng ta chỉ lấy là x phần 9 bằng z phần 4. Sau đó là các em lấy các số trên trừ đi nhau, các số dưới trừ đi nhau, x trừ z phần 9 trừ 4. X trừ z các em thay bằng 100. 9 trừ 4 bằng 5. 100 chia 5 bằng 20. Đến đây thì dễ rồi. X phần 9 bằng y phần 5 bằng z phần 4 bằng 20. Có đúng không? Bằng 20. Mục đích của chúng ta không phải là tìm x, y, z mà tìm x cộng y cộng z. Cho nên các em sẽ lấy các số trên cộng với nhau. Được chưa? Các em lấy các số trên cộng với nhau, các số dưới cộng với nhau. Bây giờ chúng ta đang đi tìm x cộng y cộng z này. Các số dưới cộng với nhau bằng 18. X cộng y cộng z
phần 18 bằng 20 thì suy ra x cộng y cộng z sẽ bằng, các em lấy 20 nhân 18. Được chưa? 20 nhân 18 bằng 360 mét vuông. Thì x cộng y cộng z nó chính là diện tích vườn rau của nhà bạn Hờ Maria. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 4. 3 máy bơm cùng bơm nước vào một bể bơi không có nước, có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước bể là 12m, 10m, 1,2m. Lượng nước mà 3 máy bơm được tỷ lệ với 3 số 7, 8, 9. Mỗi máy cần bơm bao nhiêu mét khối nước để đầy bể bơi? Rồi chúng ta cùng phân tích và giải bài toán này như sau. Để thuận tiện thì các em gọi lượng nước cần bơm của 3 máy lần lượt là x, y, z và đơn vị tính là mét khối. Có nghĩa là x cộng y cộng z nó bằng thể tích của bể nước, đúng không? Bởi vì ba cái lượng nước này cộng lại với nhau thì đầy bể. Đầy bể tức là x cộng y cộng z nó bằng thể tích của bể nước. Các em hình dung được chưa? Vì lượng nước mà ba máy bơm được nó tỷ lệ với ba số 7, 8, 9. Cho nên chúng ta sẽ có x chia y chia z bằng 7 chia 8 chia 9. Hay nói cách khác là x phần 7 bằng y phần 8 và bằng z phần 9. Được chưa? Bằng z phần 9. Rồi các em nhớ nha. X, y, z. Trên là x, y, z. Thì dưới phải là 7, 8, 9. Theo đúng thứ tự. Và tổng lượng nước cần bơm của 3 máy, tức là x cộng y cộng z, thì nó phải bằng thể tích của bể. Bởi vì 3 lượng nước này nó làm cho bể nước đầy, đúng không? Cho nên x cộng y cộng z phải bằng thể tích của bể. Mà bể có kích thước lần lượt là 10m, 12m, 1,2m. Bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì các em lấy 3 kích thước các em nhân với nhau. 12 nhân 10 nhân 1,2 bằng 144. Đến đây các em thấy dễ chưa? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có, trước hết là các em viết dãy tỉ số bằng nhau này. Bây giờ các em áp dụng như thế nào cho thuận tiện? Bây giờ nó bằng cái gì? À, ta biết x cộng y cộng z bằng 144 rồi. Như vậy là các em sẽ cộng các số trên lại với nhau, đồng thời cộng các số dưới lại với nhau. X cộng y cộng z bằng 144. 7 cộng 8 cộng 9 bằng 24. Lấy 144 chia 24 bằng 6. X phần 7 bằng 6. Vậy x bằng 7 nhân 6 bằng 42. Các em nhớ đơn vị là mét khối. Thể tích đơn vị đo phải là mét khối. Y phần 8 bằng 6. Y phần 8 bằng 6. Vậy y bằng 8 nhân 6 bằng 48 mét khối. Z phần 9
bằng 6. Vậy Z bằng 9 nhân 6 bằng 54 mét khối. Được chưa? Vậy ta có này, x bằng 42, y bằng 48 và z bằng 54 đơn vị là mét khối. Vậy lượng nước cần bơm của mỗi máy lần lượt là 42 mét khối, 48 mét khối và 54 mét khối. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát toán lớp 7 sách cánh diều. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.